không ai thương mến luôn chiều. Bao nhiêu khó nhọc một mình yêu anh, chứ mẹ đời môi con đã chờ chồng mẹ. Có biết con buồn nhớ mẹ nhiều lắm không? Mẹ hiền yêu ơi, đơn đau đau đớn vô cùng. Xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn. Không ai thương xót cho mình, không ai chia sẻ chút tình màu thân. Một mình một vòng đơn côi, có ai biết được tôi cần tình thương? Có ai biết được tôi cần mẹ? Xin chào tất cả các bác trở lại với Cao JBL. Trước mắt tất cả các bác đây lại tiếp tục là một bộ xua, và chính lại là anh quay lại một bộ cuối cùng. Và hôm trước anh cũng đã đặt hàng bên em Cao QLXD4, tình trạng đẹp xuất sắc, và các bác cũng đã nhìn thấy tất cả hàng của em Cao. Các bác cũng đã được ngắm chi tiết của sản phẩm QLXD4, và em đang có cả mã QLXD4D, tức là tay đôi các bác nhé, mới nguyên hộp, còn cặp này cặp hàng bãi để gửi anh em tại thủ đô Hà Nội các bác nhá. Đó. Ok, clip nhanh thôi. Mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ theo hai số máy của em Cao, và các bác ngắm đồ bên em Cao một chút. Các bác cần mic gì thì cứ alo em Cao, sẽ có, và chưa có thì có thể các bác sẽ chờ trong giây lát em Cao sẽ có ngay các bác nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác. Cảm ơn nhé. Vâng. Ăn được thì anh báo thêm. Vâng. Bộ thứ hai anh em nhé. Bác ủng hộ em Cao bộ thứ hai. Ok anh nhá. Okay. Em cảm ơn anh.